SEC đã bổ sung một số công ty kinh doanh crypto lừa đảo vào danh sách các thực thể chưa đăng ký của mình. Trong thông cáo báo chí vừa qua, SEC đã làm rõ rằng danh sách Public Alleged Unregistered Soliciting Entity, gọi tắt là PULSE, chỉ nhằm mục đích cảnh báo các nhà đầu tư và không ngụ ý rằng các công ty trong danh sách đã vi phạm luật chứng khoán của Mỹ. Bản thân danh sách này đã được đưa ra vào năm 2007 và bao gồm những cái tên như Super Binance và Super FX Trading, được đặt tên để lợi dụng việc các nhà đầu tư nhầm lẫn chúng với Binance và FTX. Thậm chí còn có một Gemini M&A mạo danh ứng dụng tạo thương vụ mua lại và sáp nhập Goldman Sachs Gemini. Các bổ sung gần đây vào ngày 25 tháng 4 bao gồm Bittrex Capitals, 247 Crypto Trade và BigPay FX Pro đều đã được trích dẫn vì sử dụng thông tin gây hiểu lầm để thu hút các nhà đầu tư không phải là người Mỹ. Bên cạnh đó, danh sách đen này cũng chỉ ra các công ty lừa đảo khác như Crypto Trading Hub, Crypto Bravos, Crypto Forex Trading LTD, Crypto FX Earners, Crypto Profits INC, X Crypto Doubler và BTC Investments. Gần đây, chủ tịch của SEC là Gary Gensler đã đưa ra lập trường rằng nhiều tài sản crypto hiện đang giao dịch trên thị trường có thể là chứng khoán chưa đăng ký, không cần tiết lộ hoặc giám sát thị trường.